Hi, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ đi khám phá một cái ngôi cái thác nước cạn đạch nước các bác ạ. Đây này các bác ơi, đây này. Đây đằng sau này, cạn đạch nước các bác. Rồi em sẽ lật cam, em sẽ quay cho các bác xem suối cạn hết nước các bác nhé. Đây này, cạn hết nước rồi này, bao hết nước rồi các bác. Đây này các bác nhìn thấy không? Các bác nhìn thấy không? Cạn bọc nước rồi. Đó. Em ra là bên trên kia là cái vườn cà khô queo, còn kia kia là có bên kia khô kheo rồi các bác. Đó. Các bác nhìn đây, em sẽ lật cam cho quay cho các bác xem nhé. Ở khu này rất nhiều ốc nữa các bác. Em sẽ lật cam quay cho các bác xem nhé. Các bác đây này, em quay cho các bác. Bên kia nó cạn hết nước rồi các bác. Khô quá nó. Nhìn đá tầng tầm nước nước rất chi là nhiều luôn các bác nhé. Đây cái bên kia các bác, bên trên kia nữa cơ, đó chơi là ấy luôn các bác. Quay cho các bác xem đây này. Đó, cạn đạch hết nước luôn các bác. Bên này có tham cái chỗ nào nó ấy vào nó còn ít nước các bác nhé. Đây, đá này. Bên đá nó bằng phết luôn các bác. Bên kia kìa, còn bên kia là cánh đồng lúa của người dân tộc đồng bào, kia là chú ý rừng các bác, còn kia là các bác nhìn không, dòng nước nó dập xuống từng lớp, bên kia lớp 1, lớp 2, lớp 3, rất chi là nhiều lớp các bác nhé, khô hết các bác, đây này, ý đồ, mẹ các bác ơi. Cạn hết nước rồi. Suối giờ cạn hết nước, con người đi bắt ốc. Cạn hết nước rồi còn đâu. Giờ xác hạ hết nước rồi. Thác nước mang tiếng thác nước quốc gia. Hỏng hết nước rồi, hết sạch nước rồi đâu. Thế bọn cơ thế cái cama kia sau đẩy lên trên cao kia được nhỉ? Nhiều vỏ hến lắm cô. Đây các bác. Kìa, những cái thác lớp lớp kìa nó xuống ấy. Cạn hết nước các bác. Rất chi là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Bên này những cái suối này. Em sẽ đặt cho các bác xem. Đó. Lớp lớp luôn. Bên kia là những cái vườn cà những vườn cà khô khéo ấy. Nó không mưa các bác. Đây bên này. Bên kia nó có ông anh đang đứng dưới trời. Toàn cá nhỏ thôi. Đây là các bác. Ui, thằng nước cao các bác, cạn rạch bóng nước. Rồi, rất nhiều đây, rất nhiều loại cây cây gai này. Không có tổ chim nào. Mà sao không thấy tổ chim. Gà rất chi là nhiều luôn. Các bạn, thác nước cao nhiều nhưng mà nó khô hết nước rồi các bạn. Đó lên này các bạn. Khô nước hết cao. Đó, bên dưới này, các bạn nhìn thấy không?
Cạn hết nước rồi các bác. Đi rất đấy luôn các bác, nhìn đi. Ôi trời. À, nước cao này mà kia những cái vệt trắng trắng à, những nước nó ấy tắc lại bây giờ khô đầy một trắng trắng các bác. Bên trên có cái nhà rất cao luôn các bác, bên dưới này rất sâu luôn các bác nhìn thấy không? Đó đây cái thác nước cao này. Cầu nghèo luôn các bác nhìn thấy không? Nó cạn rạch bọc hết nước luôn. Và mùa khô này rất chi là nhớ luôn các nước ấy. Với những vệt trực trắng là vệt nước nó chảy ấy, nhưng mà nó thành thác ngày xưa ấy, nước có nước ấy chảy xuống ấy, bây giờ nó cạn rồi, bây giờ nó thành màu trắng các bác. Đây em bắt đầu đi vào đây, em tiến vào chỗ có một cái, ở đây có một cái chỗ đây các bạn, ở đây có một cái chỗ cái hang hang động các bạn. Đây này, một cái hang rất sâu luôn các bác. Em xuống em lên em tiến vào các bác. Đó, các bác có nhìn thấy không? À, rất chi là sâu luôn các bác. Em bắt đầu em lên lên tiến vào gần cái hang. Ê, sâu các bác. Đây này, rất sâu luôn các bác. Ê, con gì đây? Có ok. Ở cái hang này có cái có người đốt củi luôn các bác nhìn đấy, làm cái bếp đốt luôn này, nước chảy này. Đó, đây cái hang, tiến vào cái hang sâu các bác. Cái hang sau hang này nó có cái gì đây? Kìa có buồng chuối rụng kìa các bác, kìa kìa chú rừng nữa các bác. Hang động này. Hang động không biết có cái con gì mà họ mang đến đốt luôn này các bác. Cái hang này họ làm bao này các bác. Bên sau bên ngoài ui, cạn rách bọc nước luôn các bác. Bên trên kia đang có người tưới các bác. Đó, đang này. Bác nhìn này, bên suối này. Đang đứng bên trên ấy. Bên trên cái thác các bác. Nhìn này các bác. Đó, em đang này, đứng bên trên cái thác. Tắt qua đây luôn các bác. Em đang đứng bên trên cái thác. Bên trên thì có cái nhà cái cao luôn. Đang xúc xích họ đang sinh tồn. Họ làm họ nướng cái gì đây này. Những cái xưa những cái đó sinh tồn đây này. Kìa đâu có cái gỗ kìa đạm kìa. Cái gỗ to chưa. Họ đốt luôn họ nướng. Chắc gì đã còn sâu các bác ơi. Đang đứng ở trên thác bên kia có người đang đứng kìa. Ôi trời. Rồi em đi xuống các bác. Thằng nào cao hơn thằng nào? Thác hết nước luôn các bác. Đây không có một giọt nước rồi luôn các bác. Đó, các bạn nhìn không? Không có một giọt nước nào bên trên kìa. Nên nước đá xếp hàng ngang luôn các bác. Em đang đứng bên trên cao thước. Đó, các bạn nhìn không? Có cái gì vệt cái vệt scale này quá. Chỗ nào cũng thấy hến nhiều không này. Nhưng mà chết hết mẹ rồi đâu. Chết hết rồi đâu. Các bác nhìn không. Đang đứng sâu rồi.
Đây các bác. Ui hoài. Đi xuống thăm rất nhiều ốc luôn. Đây ốc này nhiều lắm các bác. Em bắt núp nhặt ốc này các bác nhiều không? Vọng trên đá này các bác. Ốc này đẹp không các bác? Nhiều không các bác nhìn không? Rất nhiều ốc luôn. Cái gì? Ui hồi, ốc nhiều không các bác? Ui ốc. Ốc màu đẹp lắm các bác. Ốc này nhiều lắm. Đây những con ve trời, những con hến chết này quá, chết nổ luôn các bác nhìn không? Đó. Hến chết nổ luôn. Ui, chỗ này này. Chỗ này ốc nhiều lắm các bác. Đậu này. Đậu từng nước luôn các bác nhìn không? Nhặt cho các bác xem nhé. Các bác nhìn không? Nhiều không các bác ơi? Nhiều lắm. Đậu từ khe. Cái hang nó bị hết rồi. Bị rồi, hang nó bị hết rồi. Từ xưa đá này, đá như đám mài. Ừ. Ruộng. Ôi này, ui. Kiểu, ôi, sâu. Ngày xưa chúng kia nhiều nước đi đi thất qua kia, bây giờ nhìn rõ mọi người điều cũng có ấy rồi kìa, có quả chín rồi kìa, kia có mấy đứa trẻ con nhỉ. Cái kiểu cá mà nó kiểu cứ dài dài như kiểu chim, đầu nhọn phát. Ây ôi, nhanh lên không được thằng kêu lấy, bọn trẻ con kêu lấy dép bây giờ. Thì bọn trẻ con đang rình rình lấy dép kìa. Nhanh lên bọn trẻ con lấy dép, mất bố dép, không dép dắt đi về. Lại kêu con bồ lấy dép ra. Nó bảo đi ngu. Mặt bằng nhỉ. Bằng sân bay rồi đấy. Tốt đấy. Đi xong chạy về kia đi. Cái gì? Bọn nó chăn trâu rồi. Bọn nó chăn trâu rồi. Cống kìa.